Chào cô chú anh chị và các bạn trong nước và ngoài nước. Hôm nay em nói về một chuyện của chú Năm Sầu Riêng. Chú Năm Sầu Riêng và cô Vân như cả nhà. Em mới xem video được thấy chú Năm Sầu Riêng và cô Vân mới gặp nhau có một ngày thôi, tìm hiểu nhau một ngày mà đã gặp nhau, và chú Năm đã qua gặp cô Dân và hai người đi công viên chơi, và chú Năm cũng qua nhà của cô Dân này, qua nhà để biết nhà và tìm hiểu, và đang chuẩn bị tính diện đám cưới luôn nha cả nhà. Trời ơi, em xem cái clip mà thiệt á, em không biết là cái cảm xúc của em nó giấu đi đâu luôn cả nhà. Biết không? Trời ơi, từng tuổi này, mọi người biết đó. Chú Năm đâu còn nhỏ tuổi đâu, mà cô Dân cũng đâu còn nhỏ tuổi đâu. Mà hả, trời ơi, đi ra công viên tay nắm tay, cứng ngắc luôn cả nhà. Rồi hả, ôm rồi hôn nữa, hôn rồi quay lên cộng đồng mạng ai cũng xem. Trời ơi, em coi mà tự nhiên em cảm giác ngại ngại luôn á. Phải chi là diễn viên á, nếu là diễn viên á quay mấy cảnh đó thì em coi em thấy nó bình thường. Còn trong khi cái này là người thật, việc thật luôn cả nhà. Trời ơi, em coi mà em cảm thấy nó kỳ kỳ sao luôn á. Thiệt á. Nó rất là cảm xúc, nó sao ta, nói sao ta. Nó rất là kỳ cục luôn á. Tại vì chú cũng lớn rồi mà cô thì cũng đâu còn nhỏ đâu. Mà nếu mà mình thật sự thích nhau hoặc thương nhau thì mình đến với nhau rồi hả, đâu có nhất thiết phải ngoài đường mà ôm nhau nắm tay nhau, rồi chưa nói là hôn nhau nữa cả nhà. Đã vậy á, như hôn nhau mấy anh lại quay lên cộng đồng mạng, trời ơi, giờ ai cũng coi cũng thấy, mà em thấy nó kỳ kỳ làm sao luôn. Mình già rồi, mình lớn tuổi rồi chứ đâu phải mình còn nhỏ tuổi đâu mà làm mấy cái chuyện lố lăng như vậy cả nhà. Mấy cái chuyện đó là mình có thể về nhà làm, muốn gì thì về nhà làm, hoặc đi khách sạn làm, đóng cửa lại làm. Trời ơi, ai nói gì? Trời ơi, giữa ngoài đường, ngoài xá, ngoài quán nước mà ngồi uống nước với nhau mà xưng vợ chồng. Trời ơi, thôi già hai thứ tóc rồi, sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà hả, làm hả, em coi không phải là em nhỏ mà em nói thì thấy nó hổ, chứ thiệt em coi mà em cảm giác nhục nhã luôn á nha, nó kỳ lắm luôn á. Em cảm giác được, em tưởng tượng được mà trời, cái hai người này mà làm cha làm mẹ em chắc em động thổ luôn á. Em tủi nhục với cả nhà. Ừ, cái gì mà ôm nhau nè, rồi hôn nhau nè, rồi vợ chồng nè. Bản thân em nè, em mới có 35, 36 tuổi thôi mà đôi khi em nói chuyện với chồng em còn chưa, lâu lâu mới có giống như là giỡn mới có chồng với vợ thôi, chứ còn gì đâu mà vợ tôi chồng tôi, mà trong khi hai người mới gặp nhau có một ngày thôi mà cô với chú nói đã tìm hiểu rồi. Tìm hiểu kỹ chưa, tìm hiểu dữ chưa cả nhà? Chỉ có mới ngày thôi tìm hiểu, mà tìm hiểu ngày rồi đó, rồi giờ tính chuyện đám cưới. Rồi liệu á, cô với chú có ở với nhau được lâu không? Hay là giống như cô làm trước đó, năm ba bữa lại cuốn đồ đi mất tiêu? Trời ơi, thời buổi bây giờ không biết giờ mấy cô mấy chú nghĩ cái gì luôn á. Đầu thì hai thứ tóc rồi, mà ngồi quán cà phê ra ngoài đường, ngồi quán cà phê ôm nhau, xoàn tay ôm eo, rồi hung, rồi hả rờ đùi. Trời ơi, cái đùi của cô Vân trắng nõn là cả nhà, nên nó ngồi rờ vút vút kìa nè. Trời ơi, em coi cái clip mà em ớn ốc luôn á. Rồi tiếp đi chị. Tiếp đi chị. Em xem cái clip mà em ớn ốc luôn cả nhà. Mình lớn tuổi rồi mà sao mình có cái động thái như vậy? Nó xấu hổ lắm. Mình có con nè, có cháu nè. Giả như giờ đó, con của chú Năm ở bên nước ngoài đi, xem mấy được cái mấy clip này rồi thấy làm sao ta? Trời ơi, ba mình lớn tuổi rồi mà giờ ra ngoài đường nắm tay ôm hôn ngoài đường á, rồi mọi người thấy làm sao? Rồi cảm giác của cái người con đó nó như thế nào? Chắc xấu hổ lắm á, chứ em không biết sao chứ em làm thấy xấu hổ á. Phải chi cái đó là phim đạo diễn kêu làm như vậy thì em cũng không nói gì, em cũng không ý kiến gì. Còn cái này là người thật việc thật mà lại làm ra mấy trò dạng giống như là lố lăng á cả nhà. Mình dạng như là già rồi mà nếu mà em đi ra ngoài đường em thấy được cái cảnh
cảnh như vậy em nói trời ơi, già này già không nên nết nè. Đó, bản thân em thấy ngoài đường em sẽ nói như vậy luôn. Còn cái này là không phải một mình em thấy, cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước ai cũng nhìn thấy được cái cảnh này. Trời ơi, quen mà bản thân em nè, em quen chồng em nè, đâu phải quen ngày một bữa đâu. Họ quen mấy tháng trời mới gặp được nhau. Mà đâu phải gặp được nhau là ẻn nhau liền đâu cả nhà, đâu phải gặp nhau là ẻn nhau liền đâu. Gặp nhau mấy lần, nhiều lần lắm mới có chuyện phát sinh chuyện đó. Trời ơi, còn cái này gì đâu mà mới gặp, tìm hiểu có ngày một à. Tìm hiểu mới xuống sáng chiều chắc ẻn nhau rồi. Trời ơi, chú với cô lớn tuổi rồi, không biết cô, chú cô. Đúng là mấy cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Nó bây giờ, thời buổi giờ nó không quan trọng cái gì đó lắm. Nhưng mà mình sống, mình làm sao cho nó đàng hoàng chút xíu. Đừng, ví dụ mình quen trong bóng tối, không ai biết thì cái đó là chuyện bình thường, nói gì. Còn hôm nay trên cộng đồng mạng giờ ai cũng biết cái cô chú dạy dạy hết trơn á. Mình thấy cô chú không thấy xấu hổ à. Chứ con mà coi clip là con thấy con ngại luôn á. Ngại lắm luôn á, khi thấy nhà hai người nè nắm tay nhau mà đi mà không có bỏ tay ra luôn á. Trời đất quỷ thần ơi, thương dữ vậy luôn hả? Mới gặp có một ngày thôi mà thương cỡ đó luôn hả? Tay không có rời tay luôn hả? Rồi ở không được 5-3 ngày sau ở không được, cái mạnh ai nấy đi rồi lúc đó rồi. Cái nhớ, có nhớ lại cái cảnh mà mình đã từng nắm tay như vậy không? Từng vợ chồng chồng không? Trời ơi là trời, không hiểu nổi cô chú luôn á. Lên cộng đồng mạng bây giờ ai cũng nhìn thấy hết trơn á, không biết xấu hổ là cái gì luôn trời. Bản thân em nè, chỉ có mới 35 tuổi thôi, đi ngoài đường đã còn nắm tay chồng còn cảm thấy ngại. Tại vì mình có con có cái, trước mặt con cái hai vợ chồng còn không dám âu yếm, không dám ôm, không dám hung nữa. Còn cái này đằng này cô với chú lớn tuổi rồi, đầu hai thứ tóc rồi, gần đất xa trời rồi. Mấy cái chuyện đó cô chú phải tới nhị lại tí xíu nữa. Trời ơi, còn mấy anh YouTube quay mấy cô với chú nó cũng đáng con đáng cháu mình, đúng không? Và khi mấy anh quay thì mấy anh phải đứng trước mặt cô chú quay rồi là mấy cô với chú đang âu yếm để cho mấy anh này coi hả? Không, chẳng những mấy anh này đang xem mà cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đang xem. Rồi cô với chú cảm thấy đó là tự hào của mình, niềm tự hào à. Là cảm giác được là mình đang hạnh phúc, mình đang tự hào hay sao mà làm vậy. Trời ơi, chứ bản thân con là đang rất là xấu hổ luôn á, xấu hổ lắm. Coi cái clip đó mà thấy ngại ngại luôn á. Trời ơi, nghĩ đầu hai thứ tóc mà cô với chú ra ngoài đường dưới công viên nắm tay nắm chân ôm hung, gọi là người ta dùng là từ sành eo đó. Mà trong khi mới quen có một ngày thôi, mà đâu phải là quen giống như người ta quen mà alo rồi chương trình mai mối đó, kết nối xe duyên đó, là alo cái là qua gặp chú, qua ồ đùng cái chú qua gặp cô dân rồi vậy là xong rồi đó. Rồi giờ chuẩn bị đám cưới nè đó. Mà theo bản thân con nghĩ á, là cô chú lớn tuổi rồi đâu cần đám cưới đi làm gì, giờ cảm thấy hợp nhau thì ở nhau. Làm cái tiệc nho nhỏ giới thiệu bà con hàng xóm ở đây là vợ sao của tôi hoặc là chồng sao của tôi hay là gì đó, cần gì làm tiệc cái gì 50 bàn. Trời ơi, chú làm 50 bàn, chú nói là chú không có tiền chỉ có sầu riêng thôi, giờ chú có tiền làm 50 bàn không? À, chú có tiền làm 50 bàn không? Rồi cô nữa. Rồi hay là làm 50 bàn để lấy tiền của Mạnh Thường Quân để làm hả? Hay là Mạnh Thường Quân đang cho tiền cô chú để xây hạnh phúc của cô chú để làm đám cưới này. Rồi làm xong đám cưới hai người có ăn đợi ở kiếp với nhau không? Hay là đang cố tình để làm lên như vậy để lấy tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho? Sao lại như vậy được? Chứ giờ mình đã lớn tuổi rồi, nếu thật lòng thương nhau thì làm cái tiệc nhỏ nhỏ thôi, một hai bàn để giới thiệu với bà con hàng xóm là vợ mình là người phụ nữ sau này với mình, hoặc là người đàn ông cuối đời của mình, mình biết con hàng xóm biết thôi. Chứ tại sao mà phải làm 50 bàn? Trời ơi, nghe chú nói 50 bàn mà nghe muốn té ghế luôn á, nghe muốn rụng rời tay chân luôn á. Rồi bản thân của con nè, con còn nhỏ tuổi nè, mà đám cưới còn chưa được 50 bàn, mà chú 50 bàn, chú già hai thứ tóc mà đòi đám cưới làm 50 bàn,
Bây giờ chú có tiền chú làm không? Hay là chú đợi tiền Mạnh Thường Quân cho chú? Con cảm giác là chú với cô đang lợi dụng lòng thương của Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để Mạnh Thường Quân giúp đỡ cô với chú. Mình sống mình không nên lợi dụng lẫn nhau như vậy, không nên trục lợi cho bản thân mình. Và cô chú lớn rồi, ăn ở tích đức tí xíu, phải không? Tiền á, của Mạnh Thường Quân cũng là tiền mồ hôi nước mắt thôi. Đừng có làm cho mọi người thương cảm rồi ủng hộ cho cô với chú như vậy, mà trong khi con cảm thấy được cô với chú đang làm quá lố. Già rồi, lớn rồi chứ không phải còn nhỏ, mà làm như vậy thấy lố lăng quá à. Thấy giống như giờ tự nhiên coi mà thấy ngại ngùng luôn á. Ra công viên nắm tay nắm chân ôm hung. Trời ơi, cô chú làm không biết ngại luôn á. Sao mà cô chú có thể làm ra những cái điều như vậy, xấu hổ như vậy? Người Việt Nam mình bây giờ cô chú làm nó làm nó mất đi cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người đàn ông của phụ nữ Việt Nam. Cảm thấy rất là xấu hổ luôn. Bởi vậy mới nói không biết là cô với chú bây giờ kết nối xe duyên được, có ở được với nhau hay không thì không biết, để mọi người sẽ đón xem coi cô chú có ở được với nhau hay không. Chứ giờ con thấy là hả, cô với chú làm quá phô trương rồi, phô trương bao nhiêu thì sau này xấu hổ bao nhiêu đó. Giống như cô Lành, lúc cô Lành đến ở thì cũng vậy, nó cũng chồng chồng vợ vợ, cũng yêu thương. Nghe nói là lúc đó là còn mua xe cho cô Lành nữa mà, chú còn mua xe cho cô Lành đi đi mà, rất là thương. Dĩ nhiên là người phụ nữ khi đến với mình thì ở với mình thì mình xem như là vợ, thì mình thương yêu hết lòng. Nhưng ở không được bao lâu rồi ra đi, rồi lại nói cô Lành thế này cô Lành thế kia đó, thấy không? Là giống như lúc đầu tốt bao nhiêu giờ xấu bao nhiêu. Thì thay vì như vậy thì mình cứ làm kính kính đi xíu, mình bớt lại đi, mình tém tém lại đi, chứ mình làm chi lố lăng quá. Mình yêu thương chi mà để cho mọi người nhìn thấy, mà phải chi mình còn trẻ không nói, mình già rồi, mình lớn tuổi rồi mà lên cộng đồng mạng mà yêu thương quan tâm đến nhau như vậy đó, rồi sau này đổ bể ra không ở được với nhau, người ta cười, người ta chửi vô mặt mình nữa, là mình rất là xấu hổ luôn á cô với chú à. Thiệt á, xấu hổ dữ lắm luôn á. Mà phải chi mình còn nhỏ tuổi không nói, cái này là mình lớn tuổi rồi, chứ đâu phải mình còn nhỏ tuổi đâu. Mà giờ á, không biết là cô dân này về với chú là có thật lòng thương chú không, hay là vì mấy cây sầu riêng nữa. Mà không biết cô dân có biết được là mấy cây sầu riêng này không phải là của chú không nữa. Miếng đất 10 công này có không phải là của chú, mà không biết cô dân này có biết hay không nữa. Là bản thân cô dân có biết là chú không có gì không? Rồi trong khi hả, chú đi qua cô dân như vậy thì hiện tại là vẫn chưa biết được nhà cô dân, biết nhà cô dân thôi, chứ vẫn mấy anh vẫn chưa có vào thăm nhà cô dân được. Mấy anh bên kết nối xây dựng này chưa có xác nhận được nhà cô dân như thế nào, nên là hiện tại là vẫn chưa biết được nhà cô dân là có giàu có khá giả hay không. Chỉ có bản thân chú Năm đi vào nhà của cô dân thôi, nên là giờ xác minh cũng chưa xác minh được nhà cô dân như thế nào. Mà bản thân của chú Năm sầu riêng hiện tại là không có sầu riêng nha cả nhà, không có sầu riêng. 10 công đất đó cũng không phải của chú Năm luôn, là thật sự là của con của chú Năm. Chú Năm chỉ đứng ra làm giống như con mua đất đại đó để dành làm cổ đó. Rồi thì giống như giờ ba muốn trồng sầu riêng thì con gái cũng ủng hộ cho ba trồng sầu riêng, nhưng trồng sầu riêng cũng chia ra, chứ không phải là giờ đưa đất ra trồng mà trồng sầu riêng là của chú Năm, không phải vậy. Sầu riêng thì hiện tại thì không phải của chú Năm. Chú Năm chỉ rút một phần nhỏ trong đó thôi. Giống như là sau này giống như cây sầu riêng bán vô 10 triệu thì chú Năm sẽ được 3 hoặc 5 triệu. Đó là ví dụ là như vậy thôi, chứ thật sự là chú Năm không có gì trơn á. Mà không biết là cô dân này có biết được cái sự thật là như vậy hay không. Không biết là sau này nha, cô dân biết được cái sự thật này, cô dân có bỏ chú Năm đi hay không. Mà hiện tại á, chú Năm nói là cô dân thương chú Năm đó. Chú Năm nó cô nói gì cô dân cũng nghe hết. Thương lắm. Và cô chú Năm nói cô dân cái gì cô dân cũng nghe. Nói chung là hai người đều rất là hiểu nhau và yêu thương nhau đó mọi người. Mà không biết được bao lâu nữa đây.
làm rùm rùm beng beng lên nè, rồi không biết được bao lâu, không biết sống với nhau có được bền chặt hay không, có đến đầu bạc răng long hay không thì vẫn không biết được. Tại vì trước cô dân này cũng có cô lành, ở không được bao lâu cô lành cũng đi rồi. Mà giờ tới cô dân bây giờ hiện tại thì rất yêu thương rồi đó, đang đợi đám cưới 50 bàn của chú Năm nè, nên là không biết là có đội chức đám cưới 50 bàn giống như chú với cô dân tâm sự hay không, để xem thử coi có được 50 bàn hay không. Và xem thử, đón xem thử coi hai cô cũng mong rằng cô với chú sẽ hạnh phúc giống như lúc mà đang ghi hình vậy đó, ngoài đời và ghi hình cũng giống vậy, hạnh phúc như vậy. Nhưng mà phải chi cô với chú bớt tém tém lại thì nó sẽ đẹp hơn trong lòng mọi người. Làm như vậy lố lắm, tại vì tuổi mình lớn rồi, mình làm như vậy quay lên cộng đồng mạng á, cảm giác lố lăng lắm. Mình lớn tuổi nên là không có được cộng đồng mạng hiểu đâu, người ta sẽ nói những câu không hay về cô với chú. Nên là sẵn đây á, là con muốn góp ý với cô chú, sau này có được mấy anh ghi hình thêm á, cô chú bớt lại, tém tém lại giùm con. Chứ để con thiệt sự mà nói, vô bình luận á, con thấy cộng đồng mạng cũng nói những lời không hay gì cô chú nhiều lắm, giống như là ném đá đó. Nên là con gửi đến cô chú á, thông điệp là cô chú tém tém lại bớt, thấy không? Lỡ như sau này á, là đây cũng không phải là ghi hình lần cuối, cũng còn rất là nhiều lần sau nữa. Nên là cô chú mà có xem được cái những lời con nói, cô chú tém tém lại và giống bớt lại á, để cho cái người ta, người cộng đồng mạng á, có thể nhìn cái gì đó, nhìn lại mình dễ thương, thương chú, thương cảm cô chú nhiều hơn. Chứ đừng để người ta ném đá, tại vì mình lớn tuổi rồi, để người ta ném đá để người ta nói như là không hay mình, người ta thứ nhất là tội lỗ miệng người ta nữa, mà người ta không nói người ta chịu không nổi đâu, người ta tức, người ta thấy kỳ cục quá, người ta thấy khó chịu quá, người ta tức, người ta bức xúc, nên người ta cũng nói, biết là nói ra những lời không hay hoặc là xúc phạm đến cô chú thì người ta sẽ cũng cảm giác tội lỗi. Tại vì người ta nói khẩu thì sẽ có nghiệp, nên là mình, nếu mà mình nói chửi hay là dùng cái từ chửi hay là nói không hay về chú, nói nặng nói nhẹ cô chú thì người ta cũng có tội nó, chứ không phải là không. Nên mà người ta không nói, người ta sẽ chịu không nổi đó. Nên là sau này cô chú mà có được ghi hình á, thì cô chú tém tém lại, bớt lại. Về nhà hoặc về khách sạn đó, muốn mặn gì mặn, muốn ôm, muốn hôn, muốn hít, muốn lạm gì, muốn máy nhái, muốn mò mẫm sao đó làm. Còn trên cộng đồng mạng cô chú tém tém lại giùm con, chứ con thấy con, bản thân con là con thấy chướng rồi đó, con thấy là khó chịu lắm. Tại vì nó cảm giác giống như là trời, chú con nói thiệt, chú con nhìn chú con nhớ cha con luôn á. Tuổi của chú là cỡ cũng sắp xỉ cha con. Nếu là cha con đã mất rồi, nếu mà năm nay cha con còn sống đó, là cha con có thể lớn được chú, có thể lớn hơn chú đó. Nhưng mà nhìn gương mặt của chú cũng hơi giống cha con, nước da cũng đen đen, tướng cũng hơi lùng lùng vậy đó. Mà khi con nhìn thấy cái cảnh mà chú khoác tay cô, ôm cô, hôn cô, trời ơi, con nói rồi sao mà nó kỳ cục quá trời luôn á. Mấy cái cảnh này cha với má con còn trẻ mà con còn chưa nhìn thấy, muốn gì về già. Nó nhìn nó lú lăng lắm cô chú à, nghe không? Thôi thời lượng nó cũng đã dài rồi, con chỉ muốn nhắn nhủ với cô chú là như vậy thôi. Mong rằng cô với chú sẽ hạnh phúc nha, hạnh phúc mà ở tới với nhau đến đầu bạc răng long nha, chứ không giống như cô lành hạt về dài bữa lại cuốn đồ cuốn tượng ra đi, đến nhanh và đi cũng vội, đến vội và đi cũng nhanh đó. Con không muốn điều đó xảy ra nha. Thôi vậy con chào cô chú và